Chào các bạn, như các bạn đã biết thì cái phương pháp học online hiện giờ đang rất phù hợp cho hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để giải đáp cái thắc mắc là chúng ta học online bằng cách nào. Và đây là cái cách học online mà tôi đang áp dụng. Thì đó là các bạn cần có tôi một chiếc máy tính, laptop hoặc là máy bàn tùy các bạn. Và cái phần mềm cần có để chúng ta học đó là phần mềm Autitech cũng như là phần mềm Cloud 3D. Thì hai phần mềm đó, nếu các bạn đăng ký khóa của tôi thì tôi sẽ cài cho các bạn để các bạn có phần mềm để học. Còn cái cấu hình phần mềm thì tôi cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn là cái cách chọn cấu hình phần mềm máy tính để phù hợp, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Và ngoài hai cái phần mềm Autitech cũng như là Cloud 3D ra thì các bạn cần có cho tôi cái phần mềm UltraView hoặc là TeamView và thêm một phần mềm nữa, đó là phần mềm Zalo. Thì kết nối hai máy bằng cách nào đây? Đó là các bạn sẽ gửi cho tôi một cái mã TeamView hoặc là mã UltraView. Thì trên máy tính các bạn mở tôi phần mềm TeamView đây nhé. Máy tính của tôi cũng sẽ mở phần mềm TeamView đây. Sau đó thì các bạn chờ một lúc để nó hiện cái mã này. Đó, cái mã khu vực này. Thì cái mã nó hiện lên được thì các bạn gửi mã cho tôi. Gửi cái mã này, ID và password cho tôi. Thì sau đó tôi sẽ đăng nhập trên máy tính của các bạn. Thì hiện giờ tôi đang kết nối với cái máy tính. Một cái máy tính học viên của tôi. Thì đây là cái mã ID mà tôi nhận được từ bạn ấy gửi cho tôi đây. Đó, 784073945. Đó, tôi sẽ kết nối vào máy tính của bạn ấy. Để các bạn xem nhé. Tôi sẽ kết nối tính các bạn này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ nhập cái password vào. Password thì ở đây, password ở chỗ này. Các bạn gửi cho tôi password ở chỗ này. Thì tôi sẽ nhập password vào. Password của bạn ấy gửi tôi là 342 EXQ. Ok. Log on này. Rồi, chờ kết nối. Ok, như vậy là tôi đã kết nối được với máy tính của bạn ấy rồi. Ok ạ. Thì đây là cái máy tính ở đầu bên kia mà các bạn học viên có đăng ký khóa của tôi. Thì tôi đã cài cho bạn ấy cái phần mềm Polytech 15 cũng như là phần mềm có 3D. Bởi vì bạn ấy đang học tôi cả hai cái phần mềm này. Thì tôi đã cài cho bạn ấy. Thì đây là cái phần mềm TeamView của bạn ấy đây. Cái phần mềm UltraView cũng tương tự các bạn nhé. Đây. UltraView thì các bạn mở UltraView lên. Thì nó cũng có một cái bảng như này. Thì bạn gửi tôi cái phần ID này và cái mật khẩu này. Đó, thì ở bên máy tính của tôi vậy, tôi sẽ mở UltraView lên và điền cái mật khẩu như password các bạn gửi cho tôi đấy. Là chúng ta sẽ đăng nhập thành công. Thì cái cách cái cài phần mềm UltraView cũng như là TeamView như nào thì rất đơn giản thôi. Đây, các bạn vào cái trình duyệt Google Chrome hoặc là cốc cốc tùy các bạn nhé. Tôi sẽ vào Google Chrome, sau đó chúng ta sẽ gõ cho tôi từ khóa này, TeamView này. Đó sẽ xuất hiện là TeamView như này. Thì các bạn vào cái trang web đầu tiên cho tôi, kích chuột vào, sau đó các bạn kích vào cái nút Download for free này. Đó. Thì là các bạn tải về. Còn nếu phần mềm UltraView thì các bạn cũng gõ UltraView thôi. Đó, thì nó ra gợi ý đây, UltraView. Đó, thì bạn sẽ vào ngay cái trang web đầu tiên, hiển thị đầu tiên cho tôi. Đó, các bạn sẽ vào phần download cái phần AI này. Download phần AI này là ok. Đó, các bạn download về, sau đó các bạn mở lên cài đặt như cài đặt một cái phần mềm bình thường thôi là được. Tại vì tôi đã cài đặt rồi cho nên là tôi không cài đặt lại nữa. Ok ạ. Thì đây là cái máy tính mà tôi đang thì kết nối với máy tính của cái bạn học viên của tôi. Thì tôi sẽ mở cái phần mềm lên. Cách học thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Tôi sẽ điều khiển máy tính và tôi sẽ vừa điều khiển vừa nói bằng cách là chúng ta sẽ kết nối Zalo âm thanh. Thì qua đó chúng ta có thể trao đổi được. Bạn hỏi lại, bạn hỏi gì thì tôi sẽ giải đáp được luôn. Đó. Rất chỉ là nhanh và hiệu quả, chúng ta không cần phải gặp mặt nhau
nó sẽ giải quyết được vấn đề không gian, những thời gian để học. Và trong quá trình học thì tôi có quay lại màn hình nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý là tôi có quay lại màn hình để các bạn tiện theo dõi lại trong quá trình mà các bạn làm việc hoặc là học tập mà các bạn bị quên, các bạn có thể xem lại. Song song với đó các bạn có thể nhắn tin cho tôi, inbox của tôi hỗ trợ các bạn. Thì cái phương pháp học của tôi ấy, là tôi đang dạy, hiện giờ là tôi dạy một kèm một đó, dạy một kèm một và không giới hạn số buổi học. Khi nào học viên hiểu bài thì tôi sẽ qua bài tiếp theo đó. Hiểu thôi, để làm sao mà các bạn học xong cái khóa của tôi thì các bạn có thể tự tin để làm việc được các bạn nhé. Đó thì rất chi là tiện, đó là cái phương pháp học nó rất phù hợp với cái thời buổi bây giờ cũng như là trong tương lai. Các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng kết bạn Zalo của tôi, cái số Zalo của tôi đang hiện trên góc màn hình, để đăng ký khóa học cũng như là hỏi đáp. Tôi sẽ giải đáp tất cả các cái thắc mắc của các bạn gửi về. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học của tôi.